Rồi. Tóc đen dài và không bị gầu. Đã bao giờ mọi người thắc mắc là gầu đến từ đâu và tại sao chúng ta lại bị gầu hay chưa? Và có bạn nào đang xem video này mà bị gầu xong rồi chị không dứt điểm không? Thì đây chính là video dành cho các bạn. Hãy xem đến cuối video nha. Đầu tiên, câu chuyện bị gầu của mình. Bình thường mình không bao giờ bị gầu kể từ khi mà mình sinh ra. Xong tự nhiên cách đây khoảng 3 tháng thì gầu xuất hiện trên đầu mình, kèm với việc là kiểu hơi bị ngứa đầu ấy. Xong mình gãi nó sẽ hơi xót xót một chút. Rất là bất ngờ vì không hiểu tại sao tự nhiên mình lại bị gầu. Trước đây chưa bao giờ mình bị. Và mình cũng không thay đổi cái routine chăm sóc tóc một chút nào cả. Vẫn là những cái sản phẩm chăm sóc tóc đó từ trước đến nay. Mình cũng không nhuộm tóc, không ép tóc, duỗi tóc, không làm cái gì hóa chất lên trên tóc hết, không đi cắt tóc luôn. Mà tự nhiên bị gầu. Có một hôm ấy, người bạn của mình: "Ê mày có gầu này." Nó thò tay nó rút cái gầu to đùng ra khỏi đầu mình. Xong rồi nó bảo là: "Tao lấy cho mày nha." Và lúc đấy mình muốn độn thổ luôn, rất là xấu hổ. Bởi vì mình biết tóc của mình là tóc đen và dài, nên khi mà có gầu trắng mảng to xuất hiện trên đầu ấy thì mình nghĩ là ai cũng nhìn thấy ấy. Chắc là kiểu người ta không muốn nhắc mình thôi, mà nhắc cũng đâu để làm gì. Ê, rất là xấu hổ. Và câu chuyện trị gầu của mình thì nó lại diễn ra rất là tình cờ. Cái đợt Hà Nội lạnh quá thì mình đi về Hà Nội, mình đi ra salon để gội đầu cho đỡ lạnh. Thì các bạn nhân viên bảo là: "Chị ơi, đầu chị hơi có nhiều gầu một chút, thì chị có muốn em đi tóc ra đầu cho chị không?" Thì mình kiểu cũng được, cũng đáng thử đấy. Tại vì là mình đã thử nhiều cách rồi nhưng mà không có tác dụng. Mình đã thử oi ủ tóc này, các loại xịt dưỡng tóc nhưng mà nó cũng không hết. Thì sau khi mà bạn ý gội xong thì mình rất là bất ngờ là nó hết sạch gầu luôn. Bạn ý dùng cho mình hai thứ. Một là cái muối để tẩy da chết da đầu. Thứ hai là cái này, dầu gội Thái Dương 7+. Bình thường mình không bao giờ tin vào quảng cáo đâu. Lần này gội thì nó lại hết sạch, hết hẳn luôn. Không hiểu tại sao một sản phẩm mà nó rất là đơn giản, tiết kiệm và nó dễ tiếp cận như này nó lại có thể trị được sạch hoàn toàn gầu. Đỉnh cao. Sau cái cú gội đầu ở salon đó thì mình đã về nhà và tự mua cái chai này luôn, tự gội cho đến bây giờ là đầu mình không bị gầu nữa. Mình đã về nhà ngồi nghiên cứu xem là tại sao mà nó có thể trị được gầu, bởi vì cái gì mình cũng muốn biết tận gốc ấy. Thì như này, gầu nó sinh ra do một cái loại vi khuẩn gọi là Malassezia. Thì cái loại vi khuẩn này nó đã có sẵn ở trên toàn bộ da cơ thể và da đầu của mình từ khi chúng ta sinh ra rồi. Nhưng mà tại sao ai cũng có, nhưng có người thì lại có nhiều gầu, có người thì ít gầu và có người thì không bị gầu? Thì lý do là bởi vì khi mà cơ thể chúng ta nó thay đổi nội tiết tố thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tiết bã nhờn ra khỏi cái nang lông ở trên da đầu của mình. Thông thường dầu nó sẽ được tiết ra là để làm cho tóc của mình khỏe và mượt tóc, nó không phải là cái gì có hại cả. Nhưng nếu như mà nó bị tiết ra một cách nhiều bất thường do thay đổi nội tiết tố, nó sẽ làm cho cái nang lông này nó bị bít tắc và trở thành cái nơi phát sinh và trú ngụ của cái vi khuẩn Malassezia. Những em vi khuẩn này thì sẽ ăn những cái tế bào axit béo bão hòa, còn axit béo không bão hòa thì nó để lại, nó không ăn. Thế là axit béo không bão hòa đấy nó sẽ ngấm vào trong da đầu của mình và nó tạo thành một cái lỗ hổng ở trên da đầu, nó phá vỡ đi cái màng bảo vệ của da đầu. Và từ đó thì cơ thể của mình nó sẽ đưa ra cái báo hiệu là: "Ê, cái đoạn này nó bị hổng rồi." Nó sẽ tạo ra một cái lớp sừng để bọc ở phía bên ngoài chỗ đấy và bảo vệ da đầu của mình khỏi cái việc bị mất nước khi mà có một lỗ hổng. Đó là lý do tại sao chúng ta tạo nên gầu, nó là do cái lớp sừng của da đầu. Nói tóm lại là gầu chính là do vi khuẩn Malassezia gây ra, nên chúng ta chỉ cần những cái loại dầu gội nào mà nó có thể trị nấm, diệt nấm và vi khuẩn này là có thể xử lý được việc gầu rồi. Và đó chính là cách trị gầu đơn giản và tiết kiệm nhất. Thay dầu gội là xong. Mình có hai tiêu chí quan trọng khi mà lựa chọn một cái loại dầu gội nào đó có phù hợp với mình hay không. Thứ nhất là nó phải phù hợp với tình trạng tóc hiện tại. Hiện tại là mình đang bị gầu. Thứ hai là nó có chiết xuất từ thiên nhiên, những cái loại gì mà nghe nó kiểu dân gian một chút ấy. Và đây là dầu gội Thái Dương 7+ Gold. Em nó có đầy đủ tất cả những cái điều kiện mình cần ở thời điểm hiện tại. Đúng rồi đấy, mọi người không nghe nhầm đâu. Cái mà mẹ mình vẫn hay gội ấy, dầu gội Thái Dương 7+ quen thuộc đã được nâng cấp lên Thái Dương 7+ Gold. Bao bì quá đẹp và tối giản luôn đúng không? Nhìn sang nha. Dung tích chai này đã được tăng lên tới 500ml và nó có cả vòi băm linh hoạt kiểm soát được lượng dầu gội lấy ra. Bây giờ thì cùng đi gội đầu trải nghiệm trực tiếp của mình nha. Dầu gội này có 8 loại thảo dược: bồ kết, hương nhu, tang bạch bì, núc nác, hoa cúc la mã, chanh tươi, vỏ bưởi và gạo lứt. Mùi hương theo cảm nhận của mình là thơm ngọt và dễ chịu. Nó hơi đáng tiếc ở chỗ này một chút, bởi vì một chai dầu gội chiết xuất thảo dược như này mà có mùi thảo dược thì sẽ có cảm giác thư giãn hơn so với cái mùi ngọt ngào nước hoa đúng không? Mình sẽ làm sạch da đầu trước, thoa dầu gội vào toàn bộ vùng da đầu và nhớ là xoa bằng phần thịt của ngón tay chứ không dùng móng tay để tránh làm tổn thương hoặc là xước da đầu thì mắc công lại còn gầu và ngứa hơn nhé. Cơ chế của dầu gội là khi dầu gội tiếp xúc với dầu nhờn trên da đầu thì nó sẽ hút đi và làm sạch da đầu, nên mình cứ xoa kỹ da đầu và không cần phải tạo bọt quá nhiều. Rồi xả nước lần 1. Lúc này mình thấy đầu sạch rồi đấy, nhưng mình sẽ gội lại lần 2 và xoa kỹ hơn ở chân tóc. Và lần 2 này sẽ lấy lượng dầu gội bằng một nửa so với lần trước, do đầu sạch rồi thì bọt nó sẽ tự nhiều hơn thôi. Nếu đầu mình bẩn
bẩn và nhiều dầu thừa thì sẽ không thấy bọt nhiều đâu. Sau đó gội sạch lần 2. Mình không dùng dầu xả trong giai đoạn này bởi vì muốn cái đầu thông thoáng, không bị nhờn rít, chứ không chú trọng tới cái việc mượt tóc nha. Dùng xong thì tóc cũng mượt, không gọi là quá mượt nhưng cũng không phải là bị khô đâu. Bạn nào quen dùng dầu xả rồi thì sẽ thấy không mượt bằng dùng xả, nhưng nó là mượt hơn so với dầu gội bình thường rồi đó mọi người nha. Tóc mình đã chăm kỹ suốt cả năm vừa rồi để cho tóc khỏe, dày và mượt, nên giờ mình bỏ qua bước hấp và xả tóc thì tóc vẫn đẹp. Bạn nào mà tóc sơ, khô, rối hoặc là bị hỏng do dùng hóa chất thì sẽ không áp dụng được đâu nha, nên dùng thêm xả hoặc là ủ. Mình có sấy tóc bằng em máy sấy này đã đi cùng 10 năm mà chỉ có 500k thôi mua ở chợ. Vẫn là yêu em nó nhất. Vừa bền này, vừa mạnh này, sấy tóc thì nhanh khô này. Sấy tóc xong thì tóc nhẹ và phồng lắm luôn ấy. Dùng xả thì tóc mượt hơn nhưng sẽ bị xẹp hơn nhá. Và đây là cái cách mà mình đã làm để trị gầu thành công trong thời gian vừa rồi. Mình đã cứu cái bộ tóc này từ một bộ tóc mà nát bét do tẩy cho đến được ngày hôm nay. Hành trình cũng phải mất đến 5 năm á. Mọi người muốn mình chia sẻ thêm về cái vấn đề gì trong việc chăm sóc tóc thì mọi người cứ comment ở bên dưới để mình làm thêm các video khác nhé.